Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất quy định có lợi với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đủ 20 năm thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ. Theo đó cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự luật quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, dự kiến năm 2025 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lý giải, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu. Thực tế, Bộ Luật Lao động năm 2019 đề ra lộ trình tăng dần tuổi nghỉ hưu để lao động nữ làm đến 60 tuổi so với mức 55 tuổi trước đây, nam đến 62 tuổi so với mức 60 tuổi trước đây mới được nghỉ hưu. Căn cứ theo đó thì điều kiện để được hưởng lương hưu cũng sẽ tăng dần. Để vừa đảm bảo phù hợp với định hướng tăng tuổi nghỉ hưu chung, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung quy định chuyển tiếp với những trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được hưởng nguyên điều kiện tuổi hưởng lương hưu như trên theo bộ lao động thương binh và xã hội trong quá trình khảo sát thực hiện việc tổng kết thi hành luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cơ quan quản lý nhà nước nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp một trong những nguyên nhân chủ yếu quan trọng đó là chính sách bảo hiểm xã hội còn thiếu hấp dẫn người lao động chưa được hưởng các quyền lợi ngắn hạn trong khi mức hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất thấp thực tiễn thời gian qua nhà nước đã có chính sách hỗ trợ phụ nữ là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn khi sinh con đúng chính sách dân số